Thiên đường cá cảnh xin giới thiệu đến các bạn cá thanh sủi oxy dùng để đảo canet. Đa số các bạn dùng để đảo canet. Ở đây mình đang test ở mực nước của hồ này là sâu 60 xăng nhé. Và cái máy mình đang chạy là cái máy này. Cái máy này là của hãng Dyson AB30. Thông số của máy như thế này. AB30 16W 30 lít trên phút. Ở đây cái thanh sủi này nó sẽ cho đi kèm cái đầu nối ren nè, có thể nối ren 8 ly, 10, 12 ly. Đa số là dùng để các bạn đi là máy dây 8 ly nhé. Này nó sủi ở độ sâu là 60 xăng. Nếu mà cái mực nước thường những cái ngăn lọc của các bạn mà đảo canet thì ngăn lọc nó chỉ tầm 30-40 thì nó sẽ đảo mạnh hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái máy này, mình test sang cái máy khác cho các bạn xem có nhiều cái sự lựa chọn. Mình sẽ gắn cái dây này vào cái máy WK nhé. Máy WK mình để bên cạnh. Máy WK này thì công nghệ của Đức nè các bạn. Nó là 10W, tiết kiệm điện 3.000 lít trên giờ. Đây bây giờ mình chạy máy WK cho các bạn xem. Máy WK sủi cũng mạnh luôn. Độ sâu mực nước vẫn là 60 xăng. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988 347 508 hoặc truy cập website thiên đường cá cảnh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thân ái chào các bạn.